Quang Linh lộ bằng chứng sang Indonesia cổ vũ Thùy Tiên Final Quad, nhìn người thương khóc mà đau lòng. Tối ngày 25 tháng 10, chung kết Miss Grand International Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 đã chính thức diễn ra tại Indonesia. Đây cũng là khoảng thời gian đương kim Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên kết thúc nhiệm kỳ khi trao vương miện cho người kế nhiệm đến từ Brazil. Thời gian này, trên các diễn đàn, cư dân mạng loan truyền thông tin Quang Linh Vlog cũng đã sang Indonesia để xem bạn gái tin đồn Final Quad. Nguồn cơn bắt đầu từ việc Tiến Nguyễn, thành viên trong team châu Phi, đăng ảnh bà con Angola thu hoạch linh chi. Tuy nhiên, nhiều người nhận ra, trong những chia sẻ gần đây của anh lại thiếu vắng sự xuất hiện của Quang Linh Vlog. Dưới bài viết, dân tình không khỏi tò mò về sự biến mất đột ngột này của Quang Linh Vlog. Khi có người hỏi, bác Tiến ơi, chú Linh đi đâu mà lặn mất tăm mấy ngày rồi đấy ạ? Anh lấp lửng, đang đóng phim Mất Tích tập 12. Sau đó thì cho biết mấy hôm nay cũng không gặp được Quang Linh. Nghi vấn Quang Linh Vlog sang Indonesia xem Thùy Tiên Final Quad càng được đẩy lên cao khi một tài khoản mạnh dạn hỏi, Linh đi Indo rồi à chú ơi? Dù không trả lời nhưng hành động like comment người này của Tiến Nguyễn khiến mọi người phải đặt dấu hỏi, anh đang giấu giếm chuyện Quang Linh đã đi xem chung kết Miss Grand International diễn ra tối nay. Chưa hết, có người còn cho biết gặp Quang Linh ở sân bay Indonesia từ chiều. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những đồn đoán của cộng đồng mạng, thực hư thế nào chỉ có người trong cuộc mới rõ. Sau chuyến từ thiện ở châu Phi, Hoa hậu Thùy Tiên liên tục được ghép cặp với Quang Linh Vlog. Đôi trẻ được nhận xét có tướng phù thê, giống nhau từ lối sống cho tới phong cách đời thường. Thùy Tiên còn khiến mọi người thích thú khi từng dành nhiều lời có cánh về Quang Linh. Anh Linh là người sở hữu gương mặt hiền khô, với tính cách thân thiện và dễ mến. Lần đầu liên hệ hợp tác với anh đúng vào thời điểm tôi mới trở về Việt Nam sau hành trình đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, nên tôi cũng khá lo lắng. Tuy nhiên, anh Linh đã luôn hết mình trong mọi công việc. Anh cũng rất giàu năng lượng, khiến cho tôi cảm thấy khá thoải mái khi làm việc chung, năng hậu cho hay. Dù được mọi người ủng hộ tiến tới, nhưng trong chia sẻ mới đây ở cuộc hẹn cuối tuần, Thùy Tiên cho biết giữa cô và Quang Linh rất bình thường. Về phần Thùy Tiên, cô đã có màn Final Quad để đời sau 10 tháng đương nhiệm. Cụ thể tại đêm chung kết, sau nhiều phần thi đầy thử thách, ban tổ chức đã chọn ra được 10 gương mặt xuất sắc nhất. Trong đó có những cái tên nổi bật như Thái Lan, Cộng hòa Séc, Brazil. Đại diện Việt Nam là Đoàn Thiên Ân gây tiếc nuối khi dừng chân tại top 20. Trước khi gọi tên top 5 chung cuộc, Hoa hậu Thùy Tiên đã thực hiện màn Final Quad đầy xúc động. Màn hình cuộc thi đã chiếu lại những hoạt động đáng nhớ của nàng hậu trong nhiệm kỳ của mình. Cô là một trong những Miss Grand thành công nhất trong lịch sử. Bước ra trong bộ váy vàng lộng lẫy, Thùy Tiên nói, ngài Na Hoát từng nói, người chiến thắng Miss Grand cần có 3 yếu tố tribe, gồm body, beauty và brand, thân hình, sắc đẹp, trí tuệ. Và nhờ nhiệm kỳ vừa qua, tôi đã học hỏi được rất nhiều thứ để trở thành con người như ngày hôm nay. Đồng thời, tôi cũng đã tìm được tribe của riêng mình. Tribe đầu tiên là Be Yourself, là chính bản thân mình. Mỗi cá thể đều là độc nhất và hoàn hảo theo cách riêng của họ. Sự chỉ trích và đánh giá sẽ không thể mang lại những điều tốt đẹp cho chúng ta. Sự không hoàn hảo chính là điều hoàn hảo nhất. Bạn là độc nhất trên thế giới này, đừng thay đổi điều đó mà hãy chứng minh nó. Chữ Be tiếp theo chính là Be Ready, hãy sẵn sàng. Cơ hội sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào, nhưng chỉ dành cho những ai có đủ khả năng có thể biến nó thành sự thành công. Nhiều người cho rằng tôi chỉ có may mắn, nhưng sự may mắn này đến từ sự cống hiến hết mình và luôn chăm chỉ của tôi. Hãy chuẩn bị tốt và luôn sẵn sàng. Khi cơ hội tới, bạn sẽ là người đầu tiên nắm lấy và biến nó thành thành công. Và chữ Be cuối cùng, đó là Be Surrounded by Great People, được bao quanh bởi những người tuyệt vời. Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Thành công của tôi sẽ không trở thành sự thật nếu không có sự hỗ trợ của team tại Thái Lan và Việt Nam. Sau đó, Thùy Tiên đã bật khóc và nói lời cảm ơn bằng tiếng Thái với ông Na Hoát và bà Teresa. Không chỉ có vậy, cô còn tiếp tục cảm ơn khán giả bằng tiếng Indonesia và tiếng Việt. Cho đến phút cuối đương nhiệm, Thùy Tiên vẫn chứng tỏ mình xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu. Khán giả vừa tiếc nuối nhưng vừa vui mừng khi cô đã hoàn thành nhiệm kỳ, khiến Việt Nam tự hào.